hồng tím mến chào cả nhà đây là chương trình đọc báo thay bạn với những câu chuyện nổi bật trên toàn thế giới và được tóm tắt một cách ngắn gọn và xúc tích mời cả nhà cùng đến với hai câu chuyện nổi bật hôm nay ông chủ cũ của biden phải đối mặt với án tù và mọi ánh mắt đang đổ dồn vào amazon Cả nhà thân mến, Chan Ben Di người đồng sáng lập và là cựu giám đốc điều hành của Biden, một sàn giao dịch tiền điện tử, sẽ bị kết án tại tòa án liên bang ở Seattle vào thứ Ba. Anh ta đã nhận tội vi phạm đạo luật bảo mật ngân hàng của Mỹ do không tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về chống rửa tiền. Biden đã được lệnh phải trả khoản tiền phạt trị giá 4,3 tỷ đô cho hành vi này vào tháng 11. Sau đó thì Richard Tan, một giám đốc điều hành cấp cao có kiến thức nền tảng về quy định, đã đảm nhận vị trí ông chủ của công ty. Các công tố viên Mỹ muốn ông Zihao bị kết án 3 năm tù, gấp đôi số tiền được đề nghị theo hướng dẫn chính thức. Họ hy vọng điều đó sẽ ngăn chặn những kẻ vi phạm pháp luật tiềm năng. Trong lá thư gửi chủ tọa phiên tòa, ông Zihao xin lỗi vì đã không thiết lập các biện pháp kiểm soát tuân thủ cần thiết. Những rắc rối của Biden chỉ là một phần trong chuỗi thách thức và bê bối của các sàn giao dịch tiền điện tử. Sam bankman người sáng lập và là giám đốc điều hành của sàn giao dịch FTX hiện không còn tồn tại, đã bị kết án 25 năm tù vào tháng trước vì một số tội danh liên quan đến gian lận. Mọi ánh mắt đổ dồn vào Amazon. Amazon đã báo cáo thu nhập hàng quý của mình vào thứ ba. Công ty đã có một khởi đầu mạnh mẽ trong năm. Giá cổ phiếu của nó đã tăng 18% so với mức tăng trung bình 7% của các công ty trong S&P 500 một phần vì nó đã công bố kết quả khả quan vào thứ hai. Hai yếu tố sẽ quyết định liệu Amazon có thể tiếp tục hoạt động mạnh mẽ hay không. Một đó là Amazon Web Service, nhánh điện toán đám mây của gã khổng lồ thương mại điện tử. Đây là dịch vụ đám mây lớn nhất thế giới, chiếm hơn 30% chi tiêu toàn cầu. Thị trường đám mây vẫn đang phát triển nhanh chóng. Ấy vậy mà cả Microsoft và Alphabet, công ty mẹ của Google, đều có những dịch vụ đám mây lớn đang giành được thị phần. Họ đã báo cáo kết quả khả quan vào tuần trước nhờ sự quan tâm ngày càng tăng của khách hàng đối với trí tuệ nhân tạo. Trong khi đó, bộ phận bán lẻ của Amazon đang phải đối mặt với sự cạnh tranh từ Temu và Shein, hai công ty thương mại điện tử mới nổi của Trung Quốc đang vung tiền vào quảng cáo trong nỗ lực thâm nhập thị trường Mỹ. Các nhà đầu tư sẽ muốn xem Amazon xử lý các đối thủ của mình như thế nào. Hồng Tím trân trọng cảm ơn cả nhà đã dành thời gian nghe toàn bộ câu chuyện. Chúc cả nhà một ngày mới thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng.